Chào các bạn trong video ngày hôm nay công ty kết sắt việt tiệp sẽ hướng dẫn và chỉ cho các bạn cách sử dụng thành thạo và hiệu quả nhất chiếc kết sắt khóa cơ chính hãng của công ty và trước khi mở được chiếc uh, kết sắt ra thì đầu tiên các bạn sẽ cắm chìa khóa vào trước chú ý để cắm được chìa khóa nhanh và thuận tiện thì ở trên chìa khóa có một cái vành khuyên thì chúng ta cắm trùng với cái dấu đỏ này sau đó cắm vào các bạn xoay chìa khóa sang bên phía bên tay phải để xác định là chìa khóa đã được mở rồi Kế tiếp đến là chúng ta chỉ việc xoay mã số Là chúng ta đã mở được chiếc kết sắt ra ngay Để mở được kết sắt thì đầu tiên chúng ta phải biết được Cái mã của công ty đang là mã bao nhiêu Thì như các bạn có thể thấy là vận luôn số theo chiều kim đồng hồ 4 lần từ số đầu tiên là số 38 Thì các bạn xoay như sau Thì chúng ta lấy dấu đỏ ở phía trên cùng này làm mốc Và khi mà xoay thì các bạn lấy dấu đỏ trên cùng này làm mốc và chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ 4 vòng với số 38 thì số 38 qua dấu đỏ lần đầu tiên chúng ta tính là một vòng tiếp theo chúng ta quay số 38 qua dấu đỏ hai lần chúng ta tính làm hai vòng kế tiếp đến nữa chúng ta quay số 38 qua dấu đỏ 3 lần chúng ta tính làm 3 vòng kế tiếp đến chúng ta quay số 38 đến vòng cuối cùng các bạn dừng lại chú ý vòng đầu tiên thì chúng ta có thể quay 5, 6, 7 vòng đều được hết Bởi vì tối thiểu là 4 vòng Và vòng số 2 thì công ty có báo là xoay ngược lại Xoay ngược kim đồng hồ 3 vòng về số 77 Thì các bạn lấy dấu đỏ phía trên cùng người là mốc tiếp Và các bạn xoay ngược lại Thì số 77 là ở chỗ đây thì các bạn xoay ngược lại này Cứ nhìn thấy số 77 lần đầu tiên Chúng ta tính là một vòng Đây là một vòng 77 các bạn ạ Kế tiếp đến các bạn quay tiếp hai vòng 77 Chúng ta bắt đầu xoay Chú ý khi xoay đi các bạn không được xoay ngược lại. Số 77 qua dấu đỏ hai lần. Chúng ta tính làm hai vòng. Tiếp đến chúng ta quay lần thứ ba là vòng cuối cùng các bạn cảm xoay từ từ và chậm rãi thôi. Đây là ba vòng 77. Kế tiếp đến, công ty có báo là gì? Xoay theo chiều kim đồng hồ hai lần đến số 35 thì chúng ta lại dấu dấu lấy dấu đỏ phía trên cùng với là mốc tiếp, chúng ta quay ngược lại theo chiều kim đồng hồ. Một vòng số 35 theo chiều kim đồng hồ. Chú ý khi quay đi các bạn không được quay ngược lại và hai vòng số 35 theo chiều kim đồng hồ. Cái tiếp đến công ty có báo là gì? Vặn lùm số theo chiều nghịch kim đồng hồ đến số 59. Ngược kim đồng hồ đến số 59. Chú ý là cái vòng cuối cùng với cả vòng đầu tiên nó rất là gần nhau thì các bạn xoay từ từ thôi. Mình xoay ngược lại từ số 59. Đó. Sau khi mà khóa mã đã đã được mở rồi, kèm theo đó là khóa chìa đã được mở thì chúng ta chỉ việc cầm tay nắm vặn các bạn xoay sang bên phải, sau đó các bạn kéo phần cánh cửa ra. vậy là chúng ta đã mở được chiếc uh, sắt ra ngay thành công, rất là dễ và thuận tiện các bạn ạ. và chú ý khi mà mở ra thì nhiều khi ý, các bạn có thể xoay cái chốt khóa này lao ra, nhưng mà các bạn lại chẳng may là dịch mất cái 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 mã số này sang vị trí khác, thì có nhiều khách hàng là báo là cái này lại không đóng được lại không đóng được cái phần cánh cửa lại. bởi vì khi mà chốt lao ra thì coi như là kết đang khóa, thì các bạn muốn mở được cái sắt ra thì chúng ta lại làm theo các bước lại mở kết sắt theo cái mã của công ty đưa ra mà mình vừa làm theo hướng dẫn là chúng ta sẽ mở được uh, chiếc sắt ra ngay bình thường